quý vị à. Như vậy là đối với cái tình hình này, hiện nay trong cái mùa lễ hội này là chào mừng lễ hội KT của năm 2022. Như vậy là cái lễ hội KT này của người Chăm đó thuộc về huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nhưng mà sẽ đưa vào cái danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Như vậy là chúng ta ở đây đó thì chúng ta phải gìn giữ và phát huy cái giá trị văn hóa Chăm ở trong cái thời kỳ hội nhập và sẽ phát triển của đất nước. Như vậy thì quý vị theo chúng tôi để vào cái trung tâm trưng bày văn hóa Chăm này để xem như thế nào quý vị ha. Đẹp quá, khang trang và lộng lẫy luôn quý vị à. Đây là cái tượng thần Shiva các vị. Đấy. Nơi đây là trung tâm trưng bày văn hóa Chăm của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đó quý vị à. Ở đây khu này rất là sạch sẽ, đẹp đẽ và khang trang quý vị. Đây là cái những cái quyển sách của Kinh Hán Bà La Môn quý vị à. Đây. Đấy. Những cái quyển sách Kinh Hán của Bà La Môn á. Còn ở đây là những cái hiện vật văn hóa Sa Huỳnh nữa quý vị. Đây. Quý vị thấy không? Mặc dù cái này nó đồ cổ, thấy nó đơn giản thôi nhưng mà nó rất là quý giá. Đây là một cái tủ sách của chữ Chăm á quý vị. Đây. Sách này là dùng để tham khảo. Đây những cái lưu mái này rất là lâu lắm á. Đây là cái loại trống ba đa nâng quý vị nè. Và bộ chiêng. Đây này có bộ chiêng đây. Đây là cái bộ trống ba la nưng. Quý vị thấy đồ cổ rất là quý. Đây là một cái hiện vật loại kèn ba la nai này quý vị nè, đây. Kèn này kèn ba la nai đây. Kể cả có đờn nữa. Đây cũng là một cái số hiện vật văn hóa Sa Huỳnh quý vị à. Quý vị thấy để rồi chiêm ngưỡng và mình sẽ có một cái ấn tượng cổ xưa và nay nó có khác nhau. Nhưng mà cổ so với nay thì làm sao mà có? Không bao giờ có hết. Đây là cái chiêng đó quý vị. Đây là cái chiêng nhỏ và cái chiêng lớn đây. Quý vị thấy toàn cảnh ở phía trước này quý vị nè. Đó. Toàn cảnh ở phía trước rất là khang trang.
Đây là cái tượng Pho Ra Mé rồi quý vị. Đấy. Cái phần này là rất là cổ đó. Kể cả mấy cái chiền nhỏ treo trên đó luôn quý vị. Đây là những cái hiện vật hiến tặng của ông Nguyễn Văn May ở Phan Thiết Bình Thuận này, đây là quý vị nè. Đấy. Và đây những cái loại đồ cổ ngày xưa đây. Quý vị xem và hình dung quý vị. Rất là nhiều đồ cổ. Đây là cái hộp đựng trái cao của hồi xưa đó quý vị à. Đây. Ở đây là có nhiều cái lư hương và có nhiều cái cổ bồng. Và có nhiều cái thao cái khay ngày xưa còn lại đây quý vị nè. Đấy. Và đây những cái thanh kiếm hồi xưa đó quý vị, đây thanh kiếm đó. Đây rồi quý vị, đây tiếp theo đây. Rất là đầy đủ và khang trang của cái bộ trưng bày nghiêng. Đây là bộ trưng bày nghiêng đó. Rất là đầy đủ. Đây là cái nhóm bia cút quý vị à. Cút, đây là nhóm bia cút nè. Đấy. À, và đây là những cái hiện vật cổ. Rất là nhiều quý vị à. Đây chén tô tổ ngày xưa nữa. Đây là nhóm vật của Champa. Đây, nhóm vật này là nhóm vật của Champa đây quý vị. Đấy. Cái này tô. Đây là cái khung cảnh ở phía sau quý vị. Đây cũng là một cái tượng thần Shiva các vị à. Đây. À, quý vị nhìn thấy không? Cái tượng cái tượng thần của Shiva. Đây quý vị thấy rất là đẹp. Họ đúc cái này đẹp như những cái đá cổ hồi xưa mà. Đây là nhóm tượng của cút. Ở thường thường là người ta kêu là cút có cái gì, cút là cút. Đây rất là đẹp. Đây là cái phiến đá này giống như một cái bia. Đá này là đá quý đó. Đây cũng là cái bia cút đó. Rất là nhiều đồ quý giá và cổ xưa của người dân tộc Chăm để lại cho quý vị nè. Đây là một cái cũng là một cái nhóm tượng của Boanit. Tượng là nhóm tượng của Boanit.
rất là nhiều cái cổ vật quý vị à, những cái cổ vật xưa có, lớn có, nhỏ có. Quý vị. Mình thấy rất là đẹp, mặc dù bà con mình nhìn thấy cổ xưa, nếu nó xưa thì chắc cũng không có quý gì mấy, không có đẹp gì mấy, nhưng mà nó quý cho cái thời nay quý vị à. Đây, quý vị, rất là đẹp. Quý vị nhìn thấy à, đây là cái cà gạt này quý vị nè, đây cái cà gạt nè, giờ vẫn còn lưu trữ ở đây là rất là điều quý giá. Đây là cà gạt đó quý vị, đây cà gạt đó. Đây là cái phần phía sau đó quý vị à. Còn đây là cái bộ nồi. Nồi này to ghê. Đây là cái bộ nồi. Đây là cái lu gốm Gò Sành này quý vị. Và đây cũng vậy. Rất là nhiều cái cổ vật quý giá của người Chăm xưa để lại. Và đây là cũng là cái gian trưng bày hiện vật hiến tặng này quý vị nè. Rất là đẹp đấy quý vị ơi. Đây là cái tượng của Forky đó quý vị. Đây là nhiều cái cổ vật rất là đẹp, mặc dù nó thời xưa cho nhưng mà nay nó quý lắm đó quý vị ơi. Hôm nay làm sao mà kiếm được có như thế này. Đây là cái hộp đựng trái cao này quý vị nè. Nhưng mà ngày nay thì cũng có, nhưng với điều kiện là cái chất liệu nó không có bằng như cái chất liệu hồi cổ xưa quý vị. Đấy. Đấy, thì bởi vì cái thời nay nó cũng có, nhưng với điều kiện nó không có bằng cái chất liệu cái cổ xưa bây giờ. À, cái này hồi xưa mà. Đó. Này hộp đựng cao trầu nè của thế kỷ. Đó. Cổ xưa. Kiểu này làm gì mà có. Rất là đẹp. Tới ngày bữa đây là cái cổ bồng quý vị nè, đây là cái cổ bồng nè, đây là cái lư hương nè, và một cái bình trà đấy, quá đẹp luôn. Cho nên do đó quý vị nào mà có chưa đến đây đó thì quý vị hãy đến đây để xem cái khu trưng bày như thế này.
rất là đẹp quý vị. Đây là cái này thì mới đây thôi, nhưng mà thuộc về trung tâm trưng bày văn hóa Chăm của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nhưng mà nằm ở tại địa phận của xã Phan Hiệp thôi quý vị. Đấy. Nếu mà quý vị nào có đến đây xem á, thì quý vị cũng cần phải có cái liên hệ, cũng cần phải có cái liên hệ những người quản lý ở đây, để rồi chúng ta sẽ vào đây là xem những cái cổ vật xưa của dân tộc Chăm để lại đó quý vị nha. Ở phía trước là cái cổng đó, đó thấy quý vị thấy cái cổng không? Hiện nay là tôi đang đứng ở trong cái cửa, nhưng mà quay ra cái cổng thì thấy cái cổng rất là đẹp. Còn ở ngoài cái ở ngoài đường cái mà quay vô cái cổng thì rất là đẹp nữa quý vị. Và đây là những cái hình ảnh bãi cát trắng của xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình này quý vị. Đây quý vị thấy không? Đây. Rất là đẹp.